Uống từ 1 đến 2 ly cà phê mỗi ngày có thể giúp cơ thể sảng khoái, linh hoạt. Tuy nhiên, dùng thường xuyên với liều lượng cao có thể gây nghiện và mang lại những tác hại tiêu cực. Cà phê tốt cho sức khỏe, sự tỉnh táo về tinh thần. Uống cà phê và các đồ uống có chứa các caffeine giúp tăng cường sự tỉnh táo và hoạt động tư duy hiệu quả hơn, giảm nguy cơ ung thư đại trực tràng. Một số nghiên cứu cho thấy, uống nhiều hơn 3 tách cà phê mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư trực tràng, ngăn ngừa bệnh Parkinson. Có bằng chứng cho thấy những người uống đồ uống có chứa caffeine như cà phê, trà, cola làm giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson, ngăn ngừa sỏi mật. Cung cấp ít nhất 400mg caffeine mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ sỏi mật phát triển, ngăn ngừa bệnh tiểu đường type 2. Uống cà phê có chứa caffeine làm giảm đáng kể nguy cơ phát triển của bệnh tiểu đường type 2. Nghiên cứu cho thấy người lớn Nhật Bản uống 3 tách cà phê mỗi ngày giảm nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường type 2 so với những người chỉ uống 1 ly mỗi ngày hoặc là ít hơn 42%. Giảm bệnh gút. Cà phê làm giảm triệu chứng bệnh gút bằng cách làm giảm nồng độ axit uric trong máu. Uống 4 tới 5 tách cà phê mỗi ngày giảm 40% nguy cơ bị mắc bệnh gút. Tác dụng không mong muốn của cà phê. Cà phê có chứa caffeine có thể gây ra chứng mất ngủ, căng thẳng và buồn chồn. Uống nhiều cà phê sẽ thúc đẩy việc tăng sản xuất các hormone căng thẳng như cortisol, epinephrine và norepinephrine. Những hóa chất này làm tăng nhịp tim, huyết áp và căng thẳng. Tiêu thụ caffeine có thể làm tăng huyết áp ở những người đã bị cao huyết áp. Nhiều axit được tìm thấy trong các hạt cà phê có thể gây kích ứng dạ dày và niêm mạc ruột non. Uống cà phê khi dạ dày trống rỗng có thể kích thích dạ dày, tăng tiết ra axit. Uống cà phê cũng có thể gây kích ứng niêm mạc ruột non, gây tiêu chảy, hội chứng ruột kích thích. Trào ngược axit và ợ nóng có thể được gây ra bởi cà phê do cách nó làm giãn cơ vòng thực quản dưới. Uống cà phê không lọc có thể làm tăng cholesterol trong máu. Điều này có thể làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim. Có một số lo ngại uống nhiều hơn 5 cốc cà phê mỗi ngày có thể không an toàn cho người bị bệnh tim. Đối với những người không bị bệnh tim, uống vài tách mỗi ngày dường như không làm tăng nguy cơ phát triển bệnh tim. Cà phê có thể an toàn cho phụ nữ mang thai nếu uống 2 cốc cà phê mỗi ngày hoặc ít hơn. Tuy nhiên, uống nhiều hơn có thể tăng nguy cơ sảy thai, sinh non, bé sinh ra nhẹ cân. Uống 1 hoặc 2 ly cà phê mỗi ngày an toàn đối với các bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh. Nhưng caffeine với số lượng lớn có thể gây ra kích ứng đường tiêu hóa, gây khó ngủ và khó chịu. Cà phê không an toàn cho trẻ em. Các tác dụng phụ liên quan tới caffeine thường nặng hơn ở trẻ em so với người lớn. Uống cà phê có chứa caffeine có thể làm tăng lượng canxi được đưa ra ngoài qua đường nước tiểu. Điều này có thể làm suy yếu xương. Nếu bạn bị loãng xương, hạn chế tiêu thụ caffeine ít hơn 300mg mỗi ngày, khoảng 2-3 tách cà phê. Nói chung, cà phê là một thức uống phổ thông, ưa dùng, do đó không nhất thiết phải kiêng cữ. Tuy nhiên, nên uống không quá 2 ly cà phê mỗi ngày, có thể uống lúc sáng sớm hoặc uống trước khi đi tập thể dục. Không nên uống liền trước khi vào phòng thi hoặc đi phỏng vấn. Không nên uống liền sau khi ăn để không ảnh hưởng xấu với sự tiêu hóa. Không uống cà phê sau 2 giờ chiều để tránh làm rối loạn giấc ngủ. Những người dễ bị căng thẳng, phụ nữ ở giai đoạn tiền mãn kinh, người cao huyết áp, đái tháo đường nên chọn dùng các loại cà phê đã rút bỏ caffeine.